Ờ uh, con xin chào thầy cô và các bạn, con tên là Nguyễn Hoàng Lâm. Ờ uh, năm nay con lớp 7 và con đang sống tại Hà Nội ạ. À. Và đây là dự án nhận diện khuôn mặt bằng ở uh, thư viện face recognition. Thì ở đầu thì trước tiên con sẽ cho các bạn và thầy cô xem nó hoạt động như nào. Nó sẽ lấy một nó sẽ lấy ảnh con đã chụp đây. Đây là các ảnh con đã chụp ở nhiều góc độ khác nhau của con để nó sẽ lấy ảnh đấy nó sẽ huấn luyện và sẽ so sánh với cả cái ảnh ở camera và nó sẽ xem xét nếu là trùng khớp thì nó sẽ hiện tên con lên còn không thì nó sẽ không hiện. Nào. Đây có thể chạy được. Thì đây là mặt con khi nhìn vào cam nó sẽ hiện ra tên là tên của con Nguyễn Hoàng Lâm. Thì ở đây cái phần phông thì con vẫn chưa biết cách nào để sửa lỗi được mặc dù con đã đổi phông thành phông khác nhưng nó vẫn bị lỗi như này và cái thứ hai là cái camera thì như thầy cô và các bạn đã thấy thì nó đang rất là giật và lag ờ, thì cái này con đang chưa biết phải xử lý như nào vì con tìm khắp trên mạng thì cũng chưa thấy cách người ta xử lý cái lỗi này như nào và một số khó khăn khi con làm là đây như con đã nói thì cái phần phông và phần camera tiếp theo là con phải tìm hiểu khá nhiều hàm ở ở trong thư viện face recognition để có thể làm được nó như này và một vài chức năng con sẽ phát triển trong tương lai và con sẽ cải thiện là đầu tiên là con sẽ tìm cách để sửa được sửa lỗi được cái phần camera nó bị lag giật này và phần phông và con sẽ phát triển thêm là nếu mà có một khuôn mặt lạ ví dụ con sẽ đưa mặt ảnh mặt mẹ con vào đây và cho huấn luyện mà con sẽ không để gì và nó sẽ nếu nó xác nhận thì nhưng mà nó vẫn chưa biết ai nó sẽ hiện chữ ăn nâu ở trên đầu và cái đấy vẫn đang trong quá trình phát triển của con ạ cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con xin mời thầy cô và các bạn nhận xét ạ Hoàng Lâm có thể bổ sung phần giải thích một cái đoạn cốt một chức năng lập trình nổi bật con thích nhất À, vâng ạ. Ở đây thì ở trong này thì ở đây đầu tiên là nó sẽ nó sẽ tìm cái cái uh, cái phần face location này là nó sẽ tìm cái cái vị trí khuôn mặt của con trên camera. Sau đó nó sau đó con sẽ dùng phần face encoding để mã hóa nó lại. Và nếu ở đây con đã thêm là dòng code là nếu cái phần mã hóa mà nó trùng khớp với cả cái cái ảnh mà nó đã huấn luyện và đã được mã hóa mà con chưa đặt tên nếu nó ấy thì nó sẽ để nó hiện là ân âu tức là chưa xác định người còn nếu mà nó còn nếu mà nó trùng khớp với cả cái đây thì tên con đây là nguyễn hoàng lâm nếu mà nó trùng khớp cái mặt con với cả cái ảnh thì nó sẽ hiện tên con và đây là đây chính là phần vẽ cái hình chữ nhật và cái phần hiện tên ở đây ạ thầy sẽ nhận xét mày làm cho bạn hoàng lâm này thì việc đầu tiên cái ưu điểm lớn nhất của hoàng lâm ấy đó là con tự uh, nghiên cứu một cái thư viện mà hoàn toàn là không có trong cái phần nội dung khóa học đúng không ạ đó là thư viện nhận diện khuôn mặt bằng uh, bằng thư viện face recognition đây là thư viện khá nặng các bạn ạ thứ hai là phần thuyết trình của bạn thì tương đối tự tin và bạn hiểu rõ, <laughs> con hiểu rõ cái sản phẩm của mình. ờ, trong tương lai thì con có thể uh, nâng cấp uh, theo như ý của con hoặc là con có thể đưa thêm nhiều cái bức ảnh vào và sản phẩm này của con hiện tại bây giờ thì mới chỉ nhận diện được một khuôn mặt thôi đúng không thì con có thể là uh, làm cho cái sản phẩm này có thể nhận diện được nhiều khuôn mặt hơn và một số những trang minh giao khác như là thậm chí là có thể nhận diện cùng một lúc được nhiều khuôn mặt. Ừ, cảm ơn và chúc mừng bạn là nguyễn Hoàng lâm đã hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình. À, con cảm thấy con cảm ơn thầy cô và các bạn ạ